首先要感谢现场每一位远道而来的家人朋友们。为什么一定要挑在这里呢？那还要麻烦大家转机，远道而来辛苦啦。因为你们现在眼前的这片沙滩，我们望出去的这片大海，在5年前的今天，我跟 Alan 在这里牵起了彼此的手。南卡威是我们定情的地方，而5年后的今天，我们回到同一个地点举行婚礼，有你们的参与，我觉得很幸福，谢谢你们来。亲爱的老公，你是我的爱人，我的家人，我最好的朋友，最完美的旅行伙伴。你身兼司机、私厨、 Google 地图、偶尔的运动教练，我们两个总是可以充满新奇的去探索很多事情，一起旅行，一起骑车发现台北美丽的小地方，一起去吃很多美食，一起看电影，我们两个天天黏在一起。我想只有当两个人在一起比一个人更开心的时候，那就是结婚的意义。最好的人也许会来得晚一点，但你来了。Trần Kiều Ân khóc nức nở phát biểu trước chồng kém 9 tuổi ở đám cưới 73 tỷ. Đám cưới của Trần Kiều Ân cùng chồng thiếu gia kém 9 tuổi dù đã trải qua được vài ngày nhưng dư âm đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Màn phát biểu khóc nức nở khiến người hâm mộ đồng loạt xúc động. Sau bao mong chờ, đám cưới của nữ diễn viên hàng đầu sứ đài Trần Kiều Ân và thiếu gia kém 9 tuổi Alan Tần Vĩ Sương đã diễn ra tại Malaysia. Theo báo đưa tin, Trần Kiều Ân và Alan Tần Vĩ Sương tiêu tốn hơn 3 triệu USD cho đám cưới hào môn. Trong ngày trọng đại của đời mình, cô dâu chú rể nhận được cơn mưa lời khen với visu sáng bừng và xứng đôi vừa lứa. Trần Kiều Ân xinh đẹp ngọt ngào trong mẫu váy cưới cúp ngực, khoe va tròn gợi cảm. Còn chú rể Alan Tần Vĩ Sương lại cực bản bao chả chuốt. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám showbiz. Trong đó, dàn phù rể hộ tống thiếu gia Alan Tần Vĩ Sương gây chú ý khi tề tự toàn Mỹ Nam màn ảnh một thời của showbiz Đài Loan như Minh Đạo, Trịnh Nguyên Sướng. Trong đám cưới, Trần Kiều Ân nói với Alan: "Anh thân yêu, anh là chồng, là người nhà, là bạn, là người đồng hành, tài xế, đầu bếp, là bản đồ, là huấn luyện viên thể thao của em. Em nghĩ ý nghĩa kết hôn là ở bên một người khác, ta được hạnh phúc hơn khi ở một mình." Theo báo đưa tin, Kiều Ân khóc khi nhắc lại chặng đường tình yêu với Alan. Người tốt nhất có lẽ thường đến muộn một chút, nhưng mà anh đã đến. Anh như món quà ông trời làm riêng cho em, ban cho em vào đúng lúc. Trần Kiều Ân cảm ơn chồng cho cô cảm giác an toàn, luôn đặt cô ở vị trí số 1. Người đẹp cho biết sự dịu dàng và chân thành của chồng làm cô mềm mỏng hơn. Alan cho biết vợ chồng bù đắp thiếu sót của nhau. Doanh nhân nói, anh sẽ luôn là mặt trời của em, luôn chiếu rọi cho bông hướng dương là em. Cảm xúc của em rất phong phú, lúc thế này thì thế khác và rất khó đoán, nhưng anh sẽ luôn kiên trì vì em. Vợ chồng chụp hình tại nơi lần đầu nói yêu nhau, Kiều Ân viết trên trang cá nhân sau hôn lễ. Cuối cùng cũng mặc được chiếc váy cưới của chính mình. Đám cưới của Trần Kiều Ân và Alan Tần Vĩ Sương diễn ra trong 3 ngày. Khi tham dự hôn lễ, khách mời sẽ nhận một hộp quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, mỗi vị khách sẽ đeo một chiếc vòng tay hoa hướng dương do cô dâu thiết kế trước khi vào địa điểm tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của tất cả khách mời đều được vợ chồng Trần Kiều Ân chi trả. Cặp đôi cũng không nhận phong bì tiền mừng cưới từ các nghệ sĩ trong showbiz. Theo Đài Loan, những món quà lưu niệm, thiệp mời tặng người thân, bạn bè dự lễ cưới của cặp đôi cũng được hé lộ. Trong đó, Trần Kiều Ân và Alan chia sẻ hành trình tình yêu của họ. 5 năm trước,
Dưới ánh nắng vàng, chúng tôi đã gặp nhau. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu trên hòn đảo này. Bay dù lượn trên cao, dưới mặt biển lấp lánh, nơi những chú cá heo đang nhảy múa, ăn mừng trong niềm vui sướng. Cảm giác như đó là tín hiệu, là một phước lành từ thiên đường. Trên cây cầu tình yêu, trái tim của chúng ta hòa làm một, mong cho những ngày tháng của hai ta sẽ tươi sáng như những bông hoa hướng dương nở rộ, và tình yêu của chúng ta sẽ vươn cao như những ngọn núi sừng sững, cặp đôi nhắn nhủ. Trần Kiều Ân được mệnh danh nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài. Cô lưu dấu ấn qua định mệnh Anh Yêu Em, Hoàng Tử S. Từ thập niên 2010, cô chủ yếu đóng phim do Trung Quốc, Đại Lục sản xuất như Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, Vẫn Cứ Thích Em, Độc Cô Hoàng Hậu. Gần đây cô gây ấn tượng với vai mẹ kế mưu mô xảo quyệt trong phim Mặt Phủ Vân Giang. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.